Hai thành viên của nhóm nhạc lừng lẫy một thời Bjorn là Ronan Keating và Kidafi vẫn chưa nguôi nỗi nhớ người bạn bạc mệnh Stephen Gillen đã qua đời hơn một thập kỷ trước ở tuổi 33. Mới đây thì ca sĩ Ronan Keating đã tưởng nhớ Stephen Gillen với những hình ảnh thân thiết của họ và nhóm Bjorn trong suốt những năm ca hát cùng nhau. Ca sĩ Ronan Keating chia sẻ rằng 13 năm qua không hề dễ dàng chút nào và trái tim anh vẫn nặng trĩu khi nhớ về Stephen. Thành viên khác là Kidafi cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh sẽ không bao giờ gặp một tâm hồn khác yêu thương anh vô điều kiện như là Stephen. Nhiều nghệ sĩ và đông đảo người hâm mộ cũng tri ân Stephen Kelly cùng những ký ức về một thời rực rỡ của Bjorn. Stephen Kelly qua đời vào ngày 10 tháng 10 năm 2009 ở tuổi 33 do một khuyết tật tim bẩm sinh. Bốn thành viên còn lại của nhóm Bjorn đều bàng hoàng trước cái chết của Stephen. Họ lập tức bay đến Malacca cùng lo hậu sự cho Stephen và đưa thi thể anh trở về Dublin, Ireland. Sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo khó ở Dublin, Stephen Kelly đã nỗ lực vươn lên và tỏa sáng bằng tài năng nghệ thuật. Theo các nguồn tin, hãng sản xuất Squid Game, trò chơi con mực, đang trong quá trình thương thảo với nền tảng Netflix về vấn đề chi phí đầu tư. Họ cho biết đôi bên đang trong quá trình thương lượng, cát xê của nam diễn viên Lee Chung-jae và các diễn viên khác đều chưa được xác nhận. Bộ phim dự kiến bấm máy vào đầu năm 2023. Thông tin Squid Game có phần tiếp theo xuất hiện từ đầu tháng 10 năm ngoái. Sau đó khoảng một tháng, đạo diễn Hwang Dong-hyuk đã đích thân xác nhận. Đạo diễn cho biết nam chính Lee Chung-jae sẽ trở lại. Gong Yoo và Lee Byung-hun, hai ngôi sao tham gia phần 1 với tư cách khách mời có khả năng xuất hiện. Ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, Squid Game liên tục dẫn đầu lượng người xem trên Netflix toàn cầu và nhiều quốc gia, chạm mốc 1,5 tỷ giờ xem sau 28 ngày. Đến nay, phim đã nhận được 30 giải thưởng. Bộ phim là dấu mốc lớn trong hành trình công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc tiến ra quốc tế và bội thu tại Hollywood. Thông qua một trò chơi sinh tồn mang tính giả tưởng, phim đào sâu tham vọng và áp lực của con người đương đại. Điểm thú vị của phim là phủ màu sắc mới cho loạt trò chơi truyền thống, đưa văn hóa bản địa đến với công chúng toàn cầu. Có vẻ như mối quan hệ giữa nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ Emma Roberts và bạn trai mới đang tiến triển tốt. Cô cho biết đang có kế hoạch để bạn trai gặp con riêng của mình. Mới đây, bức ảnh Emma Roberts khóa môi đồng nghiệp Cody Jones được đăng tải, xác nhận cho tin diễn viên đang hẹn hò sau 10 tháng chia tay bạn trai Gareth Hedlund. Theo E! News, mối quan hệ của Roberts và Jones đang tiến triển chậm mà chắc. Mặc dù thận trọng trong việc để con gặp bạn trai mới của mẹ, Roberts được cho là chuẩn bị giới thiệu Jones với con trai. Thông tin Emma Roberts và Cody Jones thành một đôi rộ lên vào cuối tháng 8 khi họ chia sẻ video về những nơi nghỉ dưỡng lãng mạn. Dưới bài đăng, nữ diễn viên chú thích bằng những từ ngữ ngọt ngào. Trước đó hồi tháng 1, tờ People xác nhận Roberts và nam diễn viên Gareth Hedlund đã chia tay. Hai người có một con chung chưa đầy 2 tuổi. Mới đây, Kim Kardashian vừa đưa con trai Saint West tới xem trận bóng bầu dục giữa Los Angeles Rams và Dallas Cowboys. Tuy nhiên, ngôi sao nhà Kardashian nhận được phản ứng tiêu cực từ cổ động viên. Họ đã la ó phản đối rất lớn ngay khi camera vừa quay tới cô. Diễn viên phim Arrow, Stephen Amell đã lên tiếng an ủi cô nàng rằng bị la ó trong sự kiện thể thao thực chất là một lời khen, vì như vậy chứng tỏ có rất nhiều người biết đến cô. Trái lại, ngôi sao Real Housewives of New York City, Bethany Frankel lại cho rằng Kim bị la ó vì có ảnh hưởng xấu tới thế hệ trẻ qua dòng trạng thái mới đây nhất của cô về thời trang và thể thao. Vợ cũ của Kanye West có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều trước những phản ứng tiêu cực. Siêu mẫu vẫn thoải mái chụp cùng con trai tại trận đấu và đăng lên mạng xã hội.